Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của phụ tùng xe điện motor điện. Video chuyên về phụ tùng làm xe 4 bánh, xe 3 bánh, xe chạy điện và xăng. Video hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái bộ phụ tùng làm xe 4 bánh sử dụng loại bánh lớn. Có thông số là đường kính 40 cm, bản rộng 16 cm, bánh lốp không xăm. Thông số của bánh xe là 16 × 8 − 7, chiều rộng của đằng này là khoảng 1,1 m. Nắp cả bánh tính phủ bì. Chọn bộ phụ tùng thì như video đây, bao gồm có nhôm xích này, gối bi trục này, phanh đĩa, phanh dầu này, ghế này, hệ thống càng chữ A, giảm sóc, thước lái, vô lăng, chân ga, chân phanh và hai giảm sóc. Bánh có thông số là bánh 16 × 8 − 7. Cái loại này thì có hai lựa chọn là chiều rộng của nó là 80, trục 80, trục 1 m, cả trục 60 cm đều có. Bộ này thì có nhiều lựa chọn các cái dòng bánh xe, có thể lựa chọn các loại bánh xe nhỏ hơn cho nó rẻ, hoặc là bánh đẹp hơn. Những dòng phụ tùng như này thì chỉ là dòng bánh bình dân thôi. Bộ này có thể kết hợp với một cái động cơ máy xăng một tiến một lùi, hoặc là sử dụng động cơ 3 tiến một lùi. Động cơ đó thì bên em đều có cung cấp, giá chỉ hơn 3 triệu thôi, chọn bộ khoảng 3,6 triệu, bao gồm cả bô và bình điện đóm đầy đủ hết. Các bạn có thể xem trong video khác. Mọi chi tiết đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983818955. Chi tiết giá của bộ này xin xem ở dưới phần mô tả sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để nhận được video mới nhất khi có sản phẩm mới ra.